Mình thức dậy sáng sớm định đánh thức tụi nó, ai ngờ bữa nay tụi nó học trễ, 10 giờ mới 10 rưỡi mới đi vô lớp, mình lại lố nữa. Xin chào xin chào mọi người, mình đang đứng chờ mấy đứa nhỏ ra đi học thì tình cờ mình vô mình đánh thức con gái. Nó nói hôm nay học 10 giờ rưỡi mới đi học, 7 giờ mình đánh thức nó rồi nó cằn nhằn quá trời luôn. Nên thôi mình đi ra ngoài đi bộ chút xíu, thử cái máy vlog mới của mình. Máy này mình chưa biết xài rành lắm, mà so far là cái máy này rất là tốt. Tại vì mình có cái flip screen đó, mình nhìn thấy thấy được là mình để trong đúng frame và nó quay không cần cây chống rung nữa, rất là tốt. Nó có rất nhiều công dụng ha, nhiều cách sử dụng lắm, mình chưa có biết xài hết, bây giờ mình chỉ thử chút xíu thôi. Đi cầm như vậy là không có thấy rung. À, nét thì cũng rất là tốt luôn, rất là đẹp. Mình làm YouTube có nhiều tiền mà bỏ mua máy hết rồi, chết rồi, ghiền máy luôn. Ok, ra thử chút xíu vậy thôi, mình vô coi coi nó tốt không. Chào các bạn nha. Hôm nay mấy nhỏ đi học khác giờ nhau, có một đứa vô trường rồi bây giờ phải đưa đứa khác. Hơi quái. Có cái máy vlog mới, máy nó quá rõ, nhiều khi chụp được cái mặt, cái da nó rõ ràng luôn. Cái mặt mình bị hôm nay bị sần sùi, ghê quá. Ok, giờ mình về rước đứa khác. Mấy hôm nay mấy ngày đặc biệt, mấy đứa nhỏ vô trễ rồi ra sớm nên mình cũng không có thời giờ mình vlog nữa, thì làm công chuyện mới vừa xong lại mình chạy đi rước nó rồi. Mà với lại mình mới mua cái máy này, mình chưa có kịp tìm hiểu về nó nữa, cho nên mình cứ vlog chút xíu vậy. Mà hy vọng tới chiều nay mình có thời giờ mình rảnh rảnh ngồi vlog. Bây giờ ngồi cậu với vé số thử coi trúng không nha các bạn. Nãy vô chợ còn 5 đồng lẻ, mình mua cái tờ cạo 5 đồng thôi. Tính kiếm tiền trả lại cho cái máy máy mới, nhưng mà cuối cùng không trúng gì hết. Mấy cái số cạo này khó quá. Xin chào các bạn. Mình có cái máy mới mình đang thử nó. Đang tìm cách để mà mình sử dụng nó cho nó tốt á. Đây là cái máy Lumix G85. Cái máy này nó có cái flip screen nè, nó có cái microphone, nó có 4K, có đủ thứ hết à. Nhưng mà mình cũng chưa có biết cách xài tốt lắm á, cho nên mình làm thử đây. Cái hình thì nó rất là rõ nhưng mà nhiều khi nó rất là lợi hại, tại vì nó rõ quá. Nhìn tới cái da mặt mình nó sần sùi hay là nhăn nheo gì là nó thấy rõ từng chi tiết luôn đó. Anyway, mình cũng rất là vui, thì mình mê mê cái mấy cái máy ảnh lắm. Mua được cái máy này thì mình thấy nó rất là tốt, nhưng mà còn phải khám phá nhiều để mình làm cho nó tốt.
lúc trước mua cái máy Nikon, là cái máy Nikon á, chụp hình rất là đẹp nhưng mà quay phim nó quá tệ luôn. Xong rồi cái mình coi người ta thấy bán cái máy Sony nhỏ nhỏ, hình cũng rất là đẹp, quay phim rất là đẹp, thì mình cũng để dành mình mua tiền mua. Mua xong thì cái đó nó cũng không nó có cái tệ của nó là mình quay chừng 5 phút là nó overheat, nó nóng quá rồi cái nó cúp liền. Rồi mình không có cái flip screen, là không có cái màn ảnh để mình nhìn, mình biết mình có nằm ngay chính giữa không đó, phải không? Nên cái đó nó cũng không tốt lắm. Bây giờ cái máy này nó có cái flip screen đó, thì mình cứ hay nhìn bên đây, mình không có nhìn ngay ống kính, lại một cái cái chưa có quen đó. Anyway, mình cũng rất là hứng thú có cái máy mới đằng mà khám phá. Mình quay thử hôm qua vài khúc thì nó cái nét nó rất là đẹp luôn, đẹp kinh hồn luôn, mà nó có nhiều cách để mình chỉnh lắm. Anyway, mình thấy mỗi người có một cái đam mê đúng không? Mình thì đam mê máy ảnh, mấy cái điện tử high tech nào rồi vậy đó, computer, Apple, iPhone đồ gì mình mê lắm. Mà nói thật ra thì mình có thể thì mới mua chơi. Còn thí dụ như mấy người mà đang cực khổ, thí dụ như mình hồi đó mình mới qua thì cũng vậy thôi đó, mình không có tiền, không có bạc thì ai có kệ họ, mình cũng phải ráng thôi. Như hồi lúc mình mới qua đó, ai cũng có chiếc xe cộ gì hết, mình cứ đi xe bus, sáng nào cũng nhảy lên xe bus đi cũng vui vẻ thôi. Nhưng mà đến lúc nào đó mình thảnh thơi có đi làm có việc rồi, cái là có cái đam mê, có cái thích này thích nọ, mỗi người mỗi tính. Giống như phụ nữ thích nha nữ trang rồi ba cái phấn son đâu gì mình thấy mua cũng nhiều lắm đó. Nói cho biện trợ cách mình mê mình. Như thế nào các bạn nói trời, tối ngày cứ mua ba cái máy. Đấy, đúng ra thì cái máy này nó đang on sale rất là rẻ, cho nên mình cũng canh nó lâu lắm rồi, cho nên mình mua thì mình thấy nó rất là tốt, cái gì nó cũng rất là đúng cho những người làm vlog á. Thí dụ mình cầm mình đi về nè, mình không cần cái cầm cây chống rung, nó cái tự động nó cái chống rung của nó, cái màn ảnh của nó chống rung, cho nên khi mình đi đừng có chạy thôi, nhưng mà đi bình thường thì nó cũng vẫn tốt. Còn nếu như mình quay về phía trước mà mình đi thì cũng tốt lắm, nhưng mà không bằng cái mà để lên trên cái cây chống rung, nhưng mà nó vẫn tốt, đỡ hơn là cái máy thường. Như cái máy Sony nhỏ của mình nó để là chống rung, nhưng mà đi nó chịu không nổi, mình coi không được. Anyway, mình giờ mình thử chút xíu rồi mình coi thử cái nét nó đẹp không, với lại âm thanh như vậy tốt không, lại mai mốt mình vlog là các bạn sẽ rất là thích. Mình biết cái nét là rất là đẹp rồi. Ok, thôi giờ mình tạm gần ở đây chút xíu nha. Bây giờ mình vừa đi như vậy thử coi cái nó có rung không. Trời rất là gió, rất là nhiều đó luôn á, nhưng mà mình cầm như vậy mình quay thử coi nó có rung không. Có con sóc nè. Ủa, nó chạy đâu mất rồi? Ở đây. Con sóc đứng trên cây thấy không? Ok, mình đi chút xíu, vừa đi vừa nói chuyện thử coi cái máy này nó tốt cỡ nào. So far là mình rất là thích nó đó. Là mọi người có cái tật mình hay nhìn cái ống, không có nhìn ống kính mà mình cứ nhìn ngay cái screen đó. Có một cái là cái này nó, cái máy nó to quá, mình cầm đi thì bà con nhìn thấy tửng tửng.
ít ra thì cái trong này cái đường vắng thì không ai thèm để ý tới mình. Hy vọng cái nét nó cứ nó chạy theo được, nó là nó tự động nó làm nét mặt cho nó rõ đó. Đi một khúc vậy cho biết mà. Thấy so far so good đó các bạn. Cái này là cái bông lựu nè. Mà mốt nó thành nó nở thành trái lựu. Mấy cái bông này là cứ thuộc loại nó mà cỏ sa mạc á. Nó không cần nước nhiều lắm cho nên người ta thích trồng. Nhưng mà nó nở nó hoa cũng rất là đẹp.